ngày 26 tháng 7 năm 2024, ngay sau lễ an táng, ban lễ tang nhà nước và gia đình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lời cảm ơn. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ban lễ tang nhà nước và gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trân trọng cảm ơn toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã dành những tình cảm sâu nặng, niềm tiếc thương vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đã đến viếng, gửi điện, lời chia buồn, dự lễ truy điệu, tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam văn hiến, văn minh và anh hùng. Trong những ngày qua, hàng triệu trái tim Việt Nam và bạn bè quốc tế hướng về Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và quê hương Đông Hội, nơi tổ chức lễ quốc tang đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hàng trăm nghìn người dân ở mọi miền tổ quốc, không quản đường xá xa xôi, không quản nắng mưa, thành kính trên suốt tuyến đường tiễn đưa đồng chí Tổng Bí Thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Đã có hàng trăm lãnh đạo các nước, vùng lãnh thổ gửi thư, điện, thông điệp chia buồn. Hàng trăm đoàn quốc tế dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng. Hàng nghìn đoàn với hàng nghìn người đã đến viếng đồng chí Tổng Bí Thư. Hàng nghìn đoàn viếng tại các cơ quan đại diện ta ở nước ngoài một lần nữa ban lễ tang nhà nước và gia đình trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam và đất nước con người việt nam văn hiến và anh hùng